Trời nắng quá. Đi quay chị Hoa trước đó. Đây là bà Diễm. Đấy. Bà Diễm này bà Sáu. À, bà Sáu. Còn đây là xe của cô Hiền. Kia là hủ tiếu ông Chiểu. Đấy, em nói là không cảm ơn nha. Biết chồng về cái đúng không? Đây là bà Ngọc. Đi đâu cũng gặp người quen. Đây chị Hiền thì bán đủ thứ đồ của người Hà Nội. Bao gồm mơ 40.000 ký. Bơ chua hay ngọt không biết, nhưng mà bơ chua nhìn đã muốn chảy nước miếng rồi. Chà bông. Rồi đậu phộng. Chị Hiền đang cắt táo vì ăn kiêng. Trứng gà. Đây chị Hiền cho một miếng táo. Đấy ăn kiêng. Nhà sầu ăn kiêng không? Ngon đó chị à. Táo rất là ngon lắm. Đấy. Chỉ cần một cái xe hàng như này mà chị Hiền mua được biệt thự ở Bình Thạnh này. Chị Hiền mua được mấy căn chung cư Sài Gòn quận nhất này. Đó. Đất đai ở quê thì trù phú. Gia đình toàn thông gia với lại những người giàu thôi. Mình rất yêu quý chị Hiền. Chị rất hiền luôn. Mua gì được ăn đó. Hiền sẽ mua cho chị ba cái bánh rán này. Còn bà này là bà Sáu. Mua cho bà một trái dưa lê. Ủa? Là sao đấy? Mua một trái bà không bán à? Bán nữa. Ừ, thế thôi bà bán đi chứ bà còn thắc mắc gì nữa. Hai trái Huyên. Một. Một trái bao tiền? Đây ba cái bánh của chị Hiền bao nhiêu tiền đây? 15.000. Lấy dùm em ấy. Rồi ok 15k. Ba cái bánh. Hai cái trái của bà bao tiền? Ôi dồi ôi, hai trái dưa lê hai chục. Bà bán mắc quá bà ơi. Bà cắt ra dùm cái. Gọt luôn hả? Ừ. Rồi, bà gọt đi tí tôi ra tôi trả tiền cho bà. Tôi ra tôi quay bà Hoa đó, bà Hoa người bạn thân thiết của mình. Chị Hoa đang đây ngồi ăn gốc cây này. Chị có biết chị rất nổi tiếng YouTube không? Còn cái gì bán em mua nốt cho nào? Trời nắng có hoa, hoa cũng héo mà rau cũng héo. Không, để em quay cái cảnh chị ăn cơm có phải không? Chị ăn nhanh thế. Về rồi chứ. Hả? Về rồi chứ. 12 giờ này. Xe rau của chị Hoa hôm nay rất là ế, trời nắng quá. Chuối này. Chị xem cái gì đây? Chị không mở YouTube của chị đây, chị xem mà. Chị thấy có vui không? Chị có thích không? Chị có lưu giữ được nhiều kỷ niệm đẹp không? Chị không cảm ơn em à? Cảm ơn chị ạ. Rồi. Chị Hoa. Hãy ủng hộ chị Hoa nhé. Một xe hàng.